Liverpool đang trải qua một giải tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây khi họ trắng tay trên mọi đấu trường, đồng thời thì đang đứng trước nguy cơ rất lớn không được tham dự Champions League ở năm kế tiếp. Nguyên nhân của sự sa sút phần lớn đến từ việc các trụ cột suy giảm phong độ nghiêm trọng, cùng với đó là cơn bão chấn thương liên tục càn quét đội hình, khiến cho Jurgen Klopp không thể sử dụng được những quân bài tốt nhất của mình. Hàng tiền vệ chắc chắn phải là nơi cần cải tổ nhất của Jokop khi nhiều cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, trong khi tài năng trẻ vẫn chưa đủ lớn để gánh vác trách nhiệm lớn lao. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những cái tên có thể giúp cho Liverpool nâng cấp tuyến giữa và mang đến diện mạo tích cực hơn cho đội bóng. Mùa 2021-2022, Liên đoàn đỏ có trung bình 7,6 lần giành quyền kiểm soát bóng trên phần sân đối thủ trong mỗi trận, cao nhất trong số các câu lạc bộ ở Premier League. Jokop đã hạn chế những đường truyền vượt qua được khoảng trống giữa hàng tiền vệ và thủ. Điều này đến từ khả năng gây áp lực và pressing rất tốt ngay bên phần sân đối phương của các cầu thủ. Tuy vậy thì cách vận hành hệ thống này ở mùa giải 2022-2023 đang gặp rất nhiều vấn đề. Đầu tiên phải kể đến việc hàng tiền vệ không thể duy trì được thể trạng khi luôn thi đấu với cường độ cao trong nhiều trận đấu. Trước đây, Liverpool thường giành lại quyền kiểm soát bóng rất nhanh và luôn khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Ngay cả tuyến giữa mạnh như Man City cũng nhiều lần không thể chiếm ưu thế hoàn toàn trước đoàn quân của Jurgen Klopp. Những ngôi sao hàng đầu như Thiago, Jordan Henderson hay Fabinho thường xuyên dính phải những chấn thương, trong khi người hâm mộ Jokop cũng quá quen thuộc với việc Naby Keita và Oleg Chamberlain liên tục vắng mặt. Việc phải thi đấu với cường độ cao đã bào mòn thể trạng của rất nhiều cầu thủ, từ đó thì họ sẽ dễ dính phải những chấn thương dài hạn và buộc phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài. Điều này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thống mà chiến lược gia người Đức đang xây dựng khi mà các trụ cột không thể đảm bảo thể lực. Còn những nhân tố trẻ như Curtis Jones, Harvey Elliott hay Stefan Bacetic đều chưa đủ khả năng gánh vác khu trung tuyến, vì thì việc Liverpool nhận về kết quả không tốt cũng là điều dễ hiểu. Đáng nói nhất chính là trường hợp của Fabinho. Anh được trợ lý huấn luyện viên Pepin Linder đặt cho biệt danh là ngọn hải đăng của lữ đoàn đỏ. Thành công của Jokop trong nhiều năm trở lại đây có dấu ấn rất lớn của ngôi sao sinh năm 1993. Tuy nhiên thì kể từ đầu mùa giải này, tuyển thủ Sri Lanka có vẻ như đã đánh mất đi chính mình. Khả năng phân phối của tiền vệ 29 tuổi giảm sút nghiêm trọng. Anh tỏ vẻ lạc lõng với khả năng chọn vị trí của mình, không thể đối phó với sự di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn của các cầu thủ tấn công bên phía đối phương. Chính điều này đã khiến cho hàng thủ của Liverpool luôn đặt vào tình trạng nguy hiểm khi bức tường ngắn ngữ phía trước quá dễ bị xuyên thủng. Mùa hè này, nhiều khả năng là đội chủ sân Anfield sẽ phải tìm phương án thay thế cho Fabinho. Những mục tiêu mà họ có thể nhắm đến chính là João Palhinha của Fulham và Sofian Amrabat của Fiorentina. Cả hai đều là những tiền vệ phòng ngự hàng đầu châu thời điểm này và hoàn toàn có thể thay thế vai trò mà cầu thủ người Brazil đang nắm giữ. Trong khi đó, João Palhinha đang là cái tên khả dĩ nhất khi anh không chỉ quen với môi trường Premier League mà còn sở hữu khả năng tương tự với Fabinho. Tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ mang đến sự chắc chắn với những cú tắc bóng chuẩn xác và nhất là khả năng điều phối bóng khá tốt của mình sẽ giúp cho Liverpool tạo ra được nhiều cơ hội phản công. Tuy vậy thì khó khăn chính là mức giá mà Jokop phải bỏ ra khi João Palhinha mới chỉ gia nhập Fulham vào mùa hè vừa qua và đội bóng thành London hoàn toàn có thể hết giá ngôi sao của họ trước sự trèo kéo của rất nhiều ông lớn. Trong khi đó thì Sofian Amrabat sẽ là giải pháp rẻ hơn nhưng chất lượng cũng rất đáng để kỳ vọng. Không chỉ ở vị trí của Fabinho mà gần như toàn bộ hàng tiền vệ của Liverpool cũng cần được cải tổ toàn diện khi những trụ cột đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp và liên tục bị hành hạ bởi chấn thương. Đó cũng chính là những gì mà Jurgen Klopp đã phát biểu về kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng thời gian tới. Chúng tôi có cơ hội để thay đổi và chúng tôi phải thay đổi. Chúng tôi không thể nhắm mắt và nói những chuyện cũ hết lần này tới lần khác. Chúng tôi cần thay đổi và cơ hội rộng mở với tất cả mọi người để đóng góp cho đội. Sẽ chỉ có 2-3 cầu thủ ở vị trí an toàn. Họ đều biết điều đó vì chính tôi đã thông báo với họ. Chúng tôi phải chiến đấu và không còn cách nào khác. Không thể cứ làm cái này một chút, cái kia một chút hay truyền về 5 lần liên tiếp và mong mọi thứ tốt lên. Hãy mở thật to mắt, nhìn về phía trước và tiến lên. Theo nhiều nguồn tin mới đây từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, Liverpool sẽ từ bỏ thương vụ chiêu mộ Jude Bellingham vì mức giá quá đắt, chưa kể mức lương khổng lồ trong 6 năm và cả phí hoa hồng. Đồng thời nhà báo người Ý còn cho biết thêm, Liên đoàn đỏ chắc chắn sẽ ký hợp đồng với 2-3 tiền vệ trong phiên chơi hè sắp tới. Như vậy thì với việc từ bỏ ngôi sao đang thi đấu cho Borussia Dortmund, đội chủ sân Anfield sẽ còn những mục tiêu nào có thể nâng cấp tuyến giữa của họ? Đầu tiên sẽ là Mason Mount. Anh chuẩn bị bước vào năm cuối cùng của hợp đồng với Chelsea và các cuộc đàm phán về thỏa thuận mới đang gặp trở ngại. Với việc không còn được trọng dụng ở mùa giải này, nhiều khả năng là anh sẽ chọn giải pháp ra đi để tìm bến đỗ mới. Liverpool từ lâu đã theo đuổi chân truyền 24 tuổi và phong cách thi đấu chăm chỉ. Chọn vị trí thông minh của anh có thể mang đến đóng góp quan trọng trong quá trình tái thiết hàng tiền vệ của Jokop. Một cái tên đáng chú ý khác chính là Moises Caicedo, món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng ở xứ sở sương mù. Dù mới đây Caicedo đã ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2027 với đội chủ sân Diamex, nhưng sức hút của ngôi sao người Ecuador không vì thế mà suy giảm. Ngoài hai nhân tố kể trên, Matheus Nunes là cái tên tiếp theo có khả năng cao cập bến Anfield mùa hè này.
Tiền vệ của Bồ Đào Nha gây ấn tượng khi chiếm một suất đá chính trong màu áo của Wolver, và đây được xem là thương vụ thay thế hoàn hảo cho Jude Bellingham. Không chỉ ở mức giá, mà tiềm năng của ngôi sao 24 tuổi là vô cùng lớn nếu anh đặt vào hệ thống và môi trường tốt hơn. Việc cây tổ toàn diện hàng tiền vệ sẽ là mục tiêu cấp thiết và ưu tiên hàng đầu của Jurgen Klopp mùa hè này. Tất cả những thất vọng thời gian qua cần phải bỏ lại ở phía sau để cùng hướng đến mùa giải mới. Liverpool phải nhanh chóng lấy lại vị thế của mình trước sự trỗi dậy mạnh mẽ từ các đối thủ. Liệu ngôi sao nào sẽ là nhân tố phù hợp nhất với Klopp, đồng thời giúp cho đội bóng có được diện mạo mới tích cực hơn? Hãy cùng chờ đợi những thông tin tiếp theo về thị trường chuyển nhượng của đội chủ sân Anfield, và chúng ta sẽ dần biết được đâu sẽ là ngôi sao cập bến lũ đàn đỏ mùa hè này. Còn bây giờ, các cậu Sport xin gửi lời chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.